Record. Rồi. Record chưa? Record rồi. Bây giờ. Đi em về. Hello. Không hello. Hello và xin chào các bạn. Ok, hôm nay là một ngày cuối tháng 5. Cuối tháng 5 rồi và ok, bây giờ chúng ta sẽ sang nhà anh An chơi game nha. Ok. Và chúng hôm nay chúng ta sẽ chơi gì ta? Bắt buộc gì đó nhỉ? Nhưng mà gọi là game gì? Trời đất ơi, đã bắt buộc game nè. Ok, chơi bắt buộc game. Game gì ngu vậy? Chơi đây anh An. Ok, hôm nay anh An sẽ chơi đã bắt buộc game nha các bạn. Nhập gì cũng được hả? Đúng rồi, nhập đi. Em chưa chơi lần nào hết. Có rung kìa, có quy luật kìa. Do bắt buộc mất include a number chèm biểu số 0. Do bắt buộc mất include a special character chèm biểu phần trăm. The digit in do bắt buộc mất app to 25 không 25 không được là cộng hả? Chết mẹ ơi, có cộng hả? 1, 2, 3, 4. Ủa số 13. Ủa, à đúng rồi, 5 x 5. Ok. 5 cộng mà. Ok ok. Giờ bắt buộc mất in low amount of the year. The amount of the year. October. Chết mẹ. Mày đi, sai. Ok. Pepsi. Ok. Giờ the Roman number in your bắt buộc should multiply to what the fuck cái gì vậy? Giờ the Roman number in your password should multiply to 35. Hả? Hả? Anh đang chiêu. Nhưng mà không hiểu này, chúng ta sẽ dùng Google dịch. Ok. Google dịch. Anh đang đụng vô Google dịch luôn rồi. Cái chữ số La Mã cho một khẩu bạn sẽ, của bạn sẽ nhân lên 35. Là sao? À, 35 chia 5 bao nhiêu? 7. 5 7 lấy 7, 7 là không được. Là cái cái chữ số La Mã cho mật khẩu của bạn sẽ nhân lên 35. Multiply này. Multiply là nhân đó. Ôi má, sao kẹt ở cái chỗ này, ngu quá. No. Shit. À, thử nha. Ở đây. Gì ta? Dạ, chúng ta đã đến đây, chúng ta đã kẹt. Kẹt rồi các bạn ơi, kẹt rồi. The number in your password should multiply by 35. Khúc này chắc chắn là phải tu nhanh hai lần lên. Roman number là cái gì? Cái chữ số là phải trong khẩu của bạn sẽ nhân lên. Should multiply to. Sao là ớt không được mà. Sao làm được hả? Number in your password should multiply to. Mình nhân với nhau mà. Nhân nhau hả? Ờ. Ờ. Từ từ, mình sẽ dùng cái dữ liệu bên dưới này. Add up. Add up là cộng lên, là multiply to. Vậy thì 35 đúng không? Nên là 5 nè. 5 với À. C là số nhiều á. 100 hay 1000 gì đó em không biết nữa. Không gõ. À đây rồi, hiểu rồi. Đồ mà nó chưa. Vậy là 5 chia 3 là 7 đúng không? À. 35 chia 3 là 7. À. Đây là 7 nè. Nhân với lại 5 được về. Đồ. Ok. Thì đó là chạm biểu. Chạm biểu mà included cấp cha. Rồi đó biểu. Nữa, 7. Cái này 7. Không cấp cha thì làm sao mình làm được cái này? Rì cấp cha. Rì đi. Đó, 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 đó. CNWECA. Chưa bấm vô mà. CNWECA. Đó. Nó có được cấp cha nó vô include đây.
Woodle anh sợ. Woodle. Tôi đây Woodle. Tôi đây Woodle. Thì đã làm cái bát rộn bẩn vậy sao? Yeah. Này à. Hey yo bro. Yo bro. Hey yo bro. Clay. Okay, Clay. Okay. GLIDE. Không được. Không phải good. Đó này rồi. What the heck? Ở đó. Not include today's Woodle answer. Woodle answer. Woodle answer. Là sao? Today Woodle hint and answer. Chép từ từ thôi. Khéo. Ờ. Này phải tua nhanh lên á. Chơi mình đi. Nó đang nhập rồi. No bro. Nè, anh phải chia cái này lại thôi. Nó sẽ bao cái người mẹ của em up. Quay cho quét. Dạ. Cái điện thoại em có quay được chứ không gì đâu. Chia lại luôn, chia cái tay này luôn. Chia hết hai cái. Chia mờ lại luôn. Đúng rồi, chia mờ lại hết. Kinh tế vĩ mô nè. Gì vậy? Anh hỏi nó gì vậy chơi mình đi. Hỏi cái mật khẩu. Nó sao không vô hỏi nó quýt đồ tôi đây đang chờ là gì? Má nó ngu. Má nó ngu. Tôi đọc hình. Mà đọc đây. It contain two of five vowel it there be bad. You mean L-O-E-O để em dùng 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 dùng. Google answer nè. Là Clyde đúng rồi. It's Clyde. G-L-I-D-E. Đúng rồi mà, không được. Sao cái này ngu vậy? Bạn không nên đặt mật khẩu trên trang web này. Trời ơi, trời ơi. Rõ là Glide đấy. Cũng thế. Anh có liệt sẽ... Hôm nay ngày 24 mà, ngày 24 mà đúng không? Hôm nay cũng 25 đâu. Hả? À, ngày 24. Ngày 25 mà. 25 đâu? 25 đi, kéo 25 đi. 25 ở đâu? 25. Ở đâu? Má em chưa biết chơi mà. For mày đúng không mày? Mày 25. 25. Titan. Oh. Titan. Oh, thì ra giờ bắt đầu mất in low to let the symbol from the period the table. Đó. Nãy hả? Anh thích chữ gì? Cu. Cheu. Cu với co là giữa. Cheu. Ê, cheu không được. Sao không được? Không được, không được. Cheu là nó thành có chữ C nó à. Nó là trăm hay gì nãy nhân vô là không được. Nè, y với H đi. H y. Không được. Mới bị ngu à. Đúng rồi, hai chữ nè. H với y nè. Y có lẽ H ở đây nè. Dính nợ. Dính nợ. Này. Dết nợ. Ủa? Dết nợ là được rồi. À. Two letter. Two letter. Two letter. Giờ bắt đầu include the current phase of the moon. The moon. The current phase of the moon.
The Golden Face of the Moon á. Không, Golden Face of the Moon mà. Ấy là yeah. Ê cái à, Moon Emoji Golden Face. Ok. À, nè Luna. No. Ok. Cái đéo gì vậy? Ở đâu vậy? Ngu đấy à. Có một cái chi tiết gì đó. Ô, mình quay đường nè. Cái gì đấy? Anh đang nhanh kiếm trên Google Maps. Địa điểm nào? Mình đang một biết kênh chi. Có mấy thằng này mấy thằng tay, mấy thằng nào uống mấy người. Dùng Germany được không? Cái này sẽ dùng Germany được. Cũng được, có khi được, nhưng có con kia đó nó chắc chắn với cây cỏ không, nó không có hiện ra đâu. Chỉ đang dùng AI đến chế độ thần sầu. Hay. Ê, sao cái này nó ngu vậy? Chỗ này chỗ nào? Nhưng mà sao cái con cái này ngu quá em, nó quay mà. Chỗ này căng vậy? Toàn cây không à. Ế thì chứ. Đặt có cái mật khẩu. Ú, là biển rồi nè. Quay lúc nãy đi, cái đường đi nó dễ hơn. Đó. À, không thấy gì hết. Chưa bao giờ đặt cái mật khẩu mà nó mệt như vậy luôn. Quay. Muốn nhà ta. Nghe ngồi chê hết rồi. Nhưng mà không quan trọng là cái nướng hay không nè. Kêu lên. Kêu lên. Bấm vô. Đây nè. Nó. Giờ đây là nhiều cái tượng cảnh chỗ này anh này. Sao anh nói kì. Đất mỏ không. Anh nên tưởng Gemini không? Tình. Biết con chi. Biết con chi. Để đi tin tưởng đi. Để đi tin tưởng nó đi. Chờ. Nói nhau gì vậy? Không. Nó không biết. Đúng là đồ ngu. Ủa. Ôi. Ôi ngôn ngữ nước nào lắm. What country speak Greek? Yes sir. Greece. Không phải Greece. Ai kêu kìa? Mẹ em kêu á. Kêu đi. Xuống đi. Bây giờ anh nhập vào đống này cho em, ok chưa? Ok. Và mẹ anh đang kêu anh đang xuống dưới rồi. Nên anh là ok. Đạt sẽ vô. Ở trên C. Trung V. Đi nghe cái liền này. Ding 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 ding. Gì anh An? Đâu rồi? Cái chân money nãy đâu? Ui cha. Ui. Không phải Ukraine. Hay cha. Tất kỳ.
không phải cực kỳ luôn. Ok. Vậy đi, quay rồi. Các bạn có biết chỗ này là chỗ nào không? Nhớ comment ở bên dưới. Comment below. Uống trà không trà atiso u lăng sao quá tôi chưa được nữa hả? Không được, không phải nha, để chuyên gia nghiên cứu kêu Google nó dịch đi. Được, cứ Google dịch hợp lý á. Nhưng mà chụp cái đó chưa anh tình em? Ủa? Được quên. Rồi, xin qua xíu ạ. Ủa không thấy dịch tập này. Ủa? Cái cổng đâu? Quên. Cổng đâu? Cổng đâu? Ô lăng đu. Cái gì đây? Rồi tiếng Anh đâu? Tiếng Anh tôi phải ở lân đu. Mà không nó dịch nè. Bấm đi, bấm đi. Bấm gì? Bấm từng chữ một ấy. Sao bấm được? Ô lăng đu. Nó không phải tiếng Việt đâu, nó phải tiếng Anh đâu mà. Phát hiện ngôn ngữ. Ô lăng đu. Ô lăng đu gì đó. Lỗi dịch luôn. Nó còn bên này mà. Kẹp ngu kìa. Ủa? Này, từ. Không phải dùng Gemini thôi. Không phải dùng. Hả? Không. Phải dùng Gemini. Chút cam Korean. Lăng quê. Làm cái chạy episode cho nó chiều em. Nó là Greek mà. Sao lại Greek với Cyrus là không đúng nhỉ? Gì? Nói gì anh? Anh nói tiếng gì anh? Tiếng Greek không được, tại sao lại không được? Nếu mà bạn đặt mật khẩu trên trang web này thì chắc chắn luôn. Không ai tìm được hết. Đúng. Mà kể cả bạn. Vậy là tiếng Greek. Thôi cứ coi như là biết là Greek đi, mình đi thêm một vòng nữa là biết à. Đi đây. Đi nè. Đi đây. Con nó đi tới đâu? Toàn cây cỏ không được, biết sao mà được. Nó lại đổi hướng. Ồ, có cầu. Ấy. Có người. Có người. Có người không? Có, nên có người nhưng mà nó không bay được. Gì vậy? Sao có một đá làm đó à? Có người. Người nhưng mà không có làm được gì hết. Không thấy được người. Em biết chụp không? Ơi ơi.
Nó là gì vậy? Ok. Ủa và nghe nhiều. Ôi chê. Có cờ không? Này mà có cờ là cũng hay á. Không có cờ. Ok. Ra chưa? Nhanh mà. Ok. Hungagi. Đây rồi. Bé yêu. Bé yêu à. Hungagi đúng không? Không phải. Đi không phải. Mà. Nhất. Cần gì? Dịch ra. Chỉ có Google dịch mới là chân ái của chúng ta thôi. Đi nhu. Quan đi nhu. Google dịch. Đang đi. Bỏ xuống. Ê. Bồ. Bỏ xuống. Ê dịch nè. Xuống dịch đi. Mày lại. Là có ngôn ngữ. Thế thì ngôn ngữ. Libya. Từ Libya là ngôn ngữ thôi. What country speak Libya? Libya chứ. Libya, Libya. Đi tòa gì? Hả? Đi tòa. Đần đấy nha. Libya. Đúng rồi. Latvia. Litva, Latvia, Litva. Hay Latvia ta. Litva. 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 Anh làm gì vậy? Papa. Không biết hoa đâu. Litva là ngôn ngữ cha ơi. Người Việt Nam đâu có nói tiếng Việt Nam mà người Việt Nam nói tiếng Việt. Ủa, ngộ ha. Nè, quá rồi. Cái L này nè, cái L là số nhiêu vậy? Vi phạm rồi nè. Số thập phân. Cái gì là... Hả? Nè, số La Mã mà. Số La Mã mà. Số năm 50. Vô sinh nhật mà làm được. Khẩu ngu ghê. Ủa số thập phân nó có một phần mấy không các bạn? Để mà chia ra 50 nhân như là 35. 50 nhân 1 phần mấy mới ra 35 chứ. Ừ. 50 nhân 1 phần 5 nhiêu? 50 nhân 35 bao nhiêu? 50 nhân 35. Ai biết? Calculator. Là 50 chia 1. Chia 1750. Nhưng mà chia làm sao? Là phần. Hỏi đến đây là thua rồi, sao mà làm được? Chữ L điếc ngoài hả? Thường rồi. Chữ L điếc thường được. Đây, chợ vua là người của em, bắt buộc em luôn the best move in transit node station. Cái gì đây? Yeah, transit node station is a standard method for decoding. À rồi, ok. Why to move là mình là trắng. Xin. Dạ không biết cờ vua. Ừ. Nên là câu này là thua. Tất nhiên rồi. Anh này biết cờ vua. Ừ. Có thể anh này cũng thua luôn. Họ xuống B5. Illegal move. Sao lại illegal move được? Not illegal, the best move in. The best? N thứ 6, A.
Queen là Q B5 invalid notation sẽ đẩn nha. The square and the bees, for example, influence the 6 BE5 bishop. Thử nghiệm thôi, thử nghiệm rút là qua D6 invalid notation. Chà, cái gì khó đã có Germany, Germany lo. So biết thôi. King to F2 hả? Đâu á, nó bị ngu. King sẽ qua F2 được. Ôi trời ơi. Chứng bê đồ. Anh thấy sức mạnh quá dài. Đợi nó cũng ngu đó, chả biết mẹ. Chà. King tôi F2 còn hợp lý. Được. Vẫn illegal muốn. Bóp ca đi. Ca phải có một con vua chứ, phải có một con ấy chứ. Xăm. Queen tu B5 là đúng rồi mà. Có cái nào hay không hả? Đây là đúng rồi. Nó chạy ra khỏi đây, con hậu kéo qua đây, con nạn lên. Oh shit. Queen to E6. Invalid notation. Invalid capture. Rút đi F8. À, rút vị trí nữa hả? Ôi là trời. Queen à, có một queen mà. Queen B. Queen B. Thua. Quá mệt. Gemini này quá ngu. Gemini quá ngu. Sao cái F2 được? Sao kiên qua đây được? Này chắc tôi gấp 10 lần đó nè. Chắc mình đổi game đi. Đổi game đi. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Đây là video đầu tiên trong cái ngày hôm nay qua nhà anh em quậy nha các bạn. Ok, sẽ có, chắc chắn sẽ có video thứ hai. Tại vì cái mật khẩu này nó khó đặt quá cho nên là thôi. Bye bye. Bye bye, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàm nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chỉ cả vua thôi.